Công ty cổ phần FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, FPT ghi nhận doanh thu 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.003 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6%. Trong đó, khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu, tức 14.202 tỷ đồng và 46% lợi nhuận trước thuế, tương đương 2.005 tỷ đồng. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong nửa đầu năm 2023 đạt 4.886 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu 2.975 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Lợi nhuận trước thuế của mảng này đạt 171 tỷ đồng, giảm 24,3%. Dịch vụ viễn thông ghi nhận tăng trưởng hai con số doanh thu đạt 7.423 tỷ đồng tăng trưởng 10,4% lợi nhuận trước thuế đạt 1.475 tỷ đồng tăng 14,5% trên thị trường chốt phiên ngày 13 tháng 7 giá FPT ở mức 75.800 đồng một cổ phiếu